Rồi, em Thắng xin kính chào các bà con cô bác ha. Thì lần đầu tiên cho em Thắng cảm ơn mọi người ủng hộ kênh em Thắng trong thời gian vừa qua. Thì hôm nay còn một ít đồ nghề nữa ha. Thì em Thanh lấy dọn kho luôn để chuyển cho mới. Thì anh em mình xem có cái sản phẩm nào đó phù hợp với mình thì mọi người cho giúp em ha. Rồi, thì em vô luôn cái mã số 1 đây. Đây, cái mã số 1 thì em còn một ít kìm Pro này của thương hiệu Luster hiệu Tâm Hùm nên em. Đó, Pro là hiệu con cá đó ha. Đây. Made in Japan nha anh em, được sản xuất 100% tại Nhật của thương hiệu Luster hiệu Tâm Hùm, con kìm Pro ha. Về tổng chiều dài thì cái kìm Pro này nó dài được là 16.5 gần 17 cm ha, 16.5 gần 17 cm. Thì nó có một cái phần ra để anh em mình có thể mình cắt dây kẽm dây điện luôn này, nó cũng được này ha. Đó, cắt dây kẽm dây điện được cũng được. Và bên này là cái ren để anh em mình kẹp mở ốc. Tình trạng của mình thì nói chung là nó chưa có xài hết nha anh em. Để bãi này nào thì nó có lắm vài cái vết đất thôi. Rồi anh em nào mà thích cái con kìm Pro này, mọi người mình chốt giúp em mã số là H1. Rồi mã số H1 cái kìm Pro này giá của mình là 100.000 ha. Tiếp theo mã số H2 thì em có một cây kìm nhọn. Một cái kìm nhọn ha của thương hiệu Trimax. Đó, Trimax ha. Đây em lấy cái sợi dây điện. Của thương hiệu Trimax. Đây. Đó, bấm đồ ngon lành hết nha anh em. Đó. Bấm cái rồi rất là ngon. Và tổng chiều dài của cây kìm nhọn này thì nó dài tổng thể là được 16 cm. Mặt kìm rồi còn khá là đẹp. Đó. Rồi anh em nào thích cái cây kìm nhọn này, mọi người mình chốt giúp em mã số là H2. Rồi mã số H2 con này giá của mình là 90.000 nha anh em. Đây, H2 ha, 90.000. Tiếp theo H3, một cái kìm nhọn của thằng Seo. Đó, này do để lâu quá rồi, nó lâu lâu nó cũng có lại những cái vết xét nhẹ thôi. Anh em mình về mình có thể mình lau lại một tí là nó sạch thôi ha. Đây là cái vỏ kìm, ren kìm ha. Đó, đây ly cắt ha, bấm dây điện là ngon lành hết nha anh em. Dây điện này là loại điện loa bự, nếu là tạch ha. Rồi nó dài được 16 cm luôn nha anh em, nó dài được là 16 cm luôn. Mã số của mình là H3. Rồi H3 ha. Đó, giá 80.000. Theo H4, cái kìm bằng của thằng Fuyia, cái này thì nó là đời cổ. Đây, đây ren kìm thì người ta cũng có xài rồi nha anh em. Ren kìm người ta cũng đã có xài rồi nè. Đó, vỏ thì nói chung là vỏ dày, Fuyia là đời cổ này ha. Đây là dấu tiêu chuẩn nội địa Nhật cổ. Có là lo nhưng cho nó tí dầu nhớt vô. Đó, nói chung là kìm thì hoạt động ngon lành. Dài 16 sen luôn nha mọi người, dài 16 thông tin. Đây, cát luôn ngon lành ha. Đó. Rồi con này mã số của mình là H4. Rồi H4 ha, giá 90.000. Theo H5, cái kim bằng của thương hiệu Terabit. Trên mặt thì nó có rổ rổ thôi chứ còn xài nó còn ngon ha. Ren kìm đồ còn khá là đẹp. Vỏ của mình là vỏ trơn nha, vỏ của mình là vỏ trơn, rất là ngọt ha anh em, tực ha. Và con này thì nó dài tới 19 nha, đây nó dài được là 19 cm. Mã số của cái kìm này ha, H5. Rồi H5 con này giá 130 ha. H6 thì con này của thằng Top. Đây của Top nha anh em, hơi mờ mờ tí. Đó, nên không top này Japan này hơi mờ mờ ha, tại vì đời mới nó rất là dê, vỏ nó còn đẹp, ren kim nó còn ngon lành ha. Đó, không có bị dập này. Đó, các cái điện nó ngọt lành nha anh em. Tổng chiều dài mình đo được là 18.5 cm nha, 18.5 cm. Con này mã số của mình là H6. Rồi H6 con này giá 140 giúp em ha. H6 140.000. Theo H7. H7 thì con này của thương hiệu Thoribit. Mặt kim nó còn đẹp ha, nó.
kim màu khá là đẹp, thương hiệu Thrift ha, kim nguội. Đang kim rồi còn ngon lành hết nha mọi người. Cái kim nguội của thương hiệu Thrift ha. Và tổng chiều dài của con này là cũng dài là 16 sen à 10 19 sen nha anh em. Đây, tổng chiều dài của mình đo được là 19 cm. Đây. Đó. Cái ngon lành hết ha. Đó. Rồi, mã số con này là H7 nha, dài 19 sen luôn. H7 con này giá 150.000. Dài 19 cm. Ngoại hình còn đẹp ha. H7 150.000. H8. Cái này của thằng Fujiya. Cái này thì cái lưỡi cát của mình nó hơi mẻ bên trong ha. Đây này anh em nhìn sao mình nhìn tới này, đó, nó có những cái phần hở sáng đó. Nhưng mà anh em mình cát được ok hết nha. Ngoài ra thì con này nó có thêm một cái chức năng bấm cốt ở dưới đây nữa ha. Và xe kìm của mình là xe kìm bự. Đây, nó dài được là 21 sen nha, dài được 21 sen. Đây. Xe kìm bự. Ha. Cái trên này là tực ngọt, rất là ngọt nha. Đó. Rồi anh em nào thích cái cây kìm dài 21 này, mọi người mình cho giúp em mã số là H8. Rồi cái này em thanh lý giá 100.000 luôn cho anh em mình xài. Nói chung là cái lưỡi cát với lại cái răng kìm rất là xấu luôn. H8 100.000. H9. Có một cái bộ vít led ha của thằng Topman hàng nội địa. Để cho nên mình vẽ ra góc hẹp này nó ha, của thương hiệu Topman Japan nha. Topman Japan. Vít led này. Đảo chiều là R, anh em mình xoay cái đống này ha, LR này. Ha, đảo qua đảo lại này. Và bộ vít của mình nó sẽ gồm có 4 đầu, 2 đầu âm và 2 đầu dương ha. Hai đầu âm, 2 đầu dương và cái phần gắn vào này của mình là 6.35 này, nó cái chui vít của mình là 6.35 mm. Rồi anh em nào thích cái bộ ha, nguyên bộ này ha, gồm có hai đầu cái vít và những cái đầu đi của nó luôn, mọi người cho giúp em mã số cái bộ này là H9 nha. Rồi H9 bộ này giá 130 giúp em ha. H9 130.000. H10 có một cây mở đầu file đầu BT này ha. Đây tăng chỉnh này. Đó, mình kéo lên thì con này nó mở được từ 35, size của mình là 35 cho tới là 105 ha. Đó. Của thương hiệu Super. Về hình thức của mình thì nó có chính vài cái vết đang gọi là tróc xi sơ sơ thôi, chứ còn răng cỏ trượt được ngon lành hết nha mọi người. Đó, đây. Tiết con này nó này ngon lành hết. Đây, của thương hiệu Super Japan. Mở được từ 35 cho tới là size 105. Dài 27 cm nha mọi người. Con này nó dài được 27 cm. Và mã số tôi cho sản phẩm này của mình là H10. Rồi H10 con này giá 180.000. H11 em có một cây căng 8 kg nha. Đây một cây căng 8 kg. Đó, đây là cái nấm đen để mình tăng chỉnh cho cái số cái vạch nó chính xác ha. Đó, cây căng 8 kg. Đó. Rồi anh em nào thích cái căn 8 kg này, mọi người cho giúp em H11. Rồi cái căn 8 kg này giá của mình là 120. H12 có một cây thước thủy. Cái này thì có hai ống thủy nha, một ống nằm đứng, một ống nằm ngang. Thì bên trên này nó có vài cái vết lắm mà thôi, chỉ còn anh em mình xài được thì còn ngon lành ha. Đấy, có thương hiệu Shinhwa, hiệu kim cánh cụt ha, dòng là dòng Blue Lever xanh. Những cái vết lắm nó dính trên cái phần nhựa của nó này ha. Con này thì nó dài chỉ có là 10 cm thôi nha anh em, 100 mm ha, rất là nhỏ nhắn cho nên mình bọc túi cũng được. Rồi anh em nào thích cây thước thủy này, mọi người cho giúp em mã số là H12. Rồi H12 con này giá 100. H13 một cái kìm tuốt các tuốt đa năng của thương hiệu Hosan. Nếu tham rang các đồ này nó mới căng hay là sáng trưng, gần như được chưa có xài nha anh em. Nào là anh em mình có thể mình tuốt dây điện đơn trên này ha, loại 1.6 với loại 2 ly. Này là anh em mình các tuốt dây điện 2 và dây điện 3. Hosan nhỏ của mình là B958 nha anh em, này giá mới nó cũng khá là cao. Tổng chiều dài của cây kìm tuốt này nó dài được là 22.5, và mã số của cây kìm tuốt dây điện này là H13 nha.
H13. Rồi con này giá 130.000. H14, em có một cái kìm nhọn của Fujiya. Cái này chưa có xài nha, được sản xuất tại Nhật, made in Japan. Cái kìm mở phe chưa có xài cho mình thích hàng mới. Cái này là gấp phe ngoài, bóp vào đi ra ha, của Fujiya. Rồi thì anh em mình thấy cái răng này, cái đường kính, cái phần đầu nhỏ nhỏ bên trên á là 2 ly, và nó sẽ côn vô ha, nó côn vô là 1,5 ly. À, nên mình dễ dùng ha, đó nó côn vô 1,5 ly, còn đầu của mình là 2 ly, mới chưa xài ha, của Fujiya. Nó còn luôn lúc kèo bảo quản. Con này thì đây, bóp vào đi ra ra này, nó dài tổng thể được là 18.5 cm nha, dài tổng thể đâu được là 18.5 cm. Rồi anh em nào mà thích cái cây kìm mở phe Fujiya này, mọi người mình chốt giúp em mã số của mình là H14. Đó, anh em nào mà thích cái hàng mới chơi xài thì mọi người chốt giúp em nha, H14 giá 280. H15, một cái kìm mỏ quả của thương hiệu Lotte, hiệu tôm hùm này, hiệu Lotte hiệu tôm hùm này ha, size 250 mm, và cái này thì nói chung là nó còn khá là mới ha, trên 99% luôn á, tại vì vỏ đồ này nọ nó để bãi nhưng mà nó không có bị cắn gì hết ha, vỏ nó cũng rất là mới. Đây ren kim này nè, rất đẹp ha, mới tinh luôn. Thì nói chung nó thiếu gần như thiếu cái vỏ thôi nha anh em, gần như thiếu cái vỏ thôi. Thì cái đồ kẹp mới ngàm của mình nó tầm khoảng là 45 ly, và chiều dài của mình đo được là 250. Anh em nào mà thích cái kìm mỏ quả này, mọi người chốt giúp em mã số là H15. Rồi H15 con này giá 180.000. H16, em có một cái cần mở ốc nhanh đa năng. Cái này thì của thương hiệu Japan. Đó, còn tên mà đúng nha anh em, đó. Có vài cái vết lắm vàng vàng vô để bãi nó này thôi. Đó. Đây được xì đồ khá là ngon lành nha anh em. Này, ren cỏ này. Đó. Con này là mở ốc đa năng và mở nhanh nha, đó mình bỏ vô mình kẹp ha. Thì cái độ mở ngầm của mình nó mở được tầm khoảng là 15 cho tới là 30 ly nha. Size 50 50, nó dài được 25 cm. Rồi. Anh em nào mình thích cái cây cửa lê thao tốc mở ốc nhanh này, mọi người chốt giúp em mã số là H16. Rồi con này giá 180.000. Theo H17 có một cây khóa 17-19 nha anh em. Đây một khóa 17-19 của hàng Tút, hàng nội địa Nhật là ngoài ha. Này sản xuất tiêu chuẩn nội địa Nhật này. Đó, và con này nó còn khá là mới đẹp nha, xì nó trắng non à. Đó, khóa trồng 17-19 của thương hiệu hàng Tút ha. Con này thì nó dài tổng thể được là 24 cm. Mã số của mình là H17. Rồi H17 ha, con này giá 100. Theo H18, một cây khóa 19 nha, của thương hiệu Qualicraft, của Nhật anh em Japan. Này khóa số 19 là một đầu miệng một đầu vòng. Đầu vòng của mình là như thế này và đầu miệng của mình nó hở như thế này ha, để anh em mình mở nhanh á. Thì tổng chiều dài của cái khóa này mình đo được là 23 cm. Anh em nào thích cái khóa đầu vòng đồng miệng này, mọi người cho giúp em H18. Rồi con này giá 80.000 giúp em ha, H18 80.000. H19 thì cái khóa này là cái khóa mới chưa xài của thằng Huy ha. Khóa này là của mình là khóa 22 ha, đầu vòng này nói chung là thiết kế kiểu đang bánh cốc này. Thiết kế kiểu bánh cốc. Quay này ha. Mở rất là êm luôn, số 22 nha. Nó con này nó mới, hàng này thì hàng nó được gia công tại Đài Loan và nó xuất về Nhật nha. Nó made in Taiwan và xuất về Nhật. Khóa số 12 rất là chất lượng và rất là đẹp nha anh em. Tổng chiều dài mình đo được là 31 cm, và nếu mà anh em mình cái khóa này, mọi người chốt giúp em mã số là H19. Rồi con này giá 150.000. H20 thì em có một cái vít nhắn. Đây anh em mình khóa lại thì mình sẽ bẻ lúc này, nó sẽ khóa lại ha. Và lúc này cái chiều dài ngắn nhất của mình á, nó dài được là 34 cm, tính luôn cái phần đồng vít. Đây là anh em mình sử dụng những vít led ha. Rồi anh em mình thấy này nó sẽ có ba chế độ ha,
đó đảo chiều này. Còn nếu mà anh em mình để giữa thì nó sẽ sử dụng những vít bình thường, không có lát, không đảo chiều được. À, rồi khi mà anh em mình bung ra này, đó mình xoay này ra ha, nó sẽ bung ra. Và lúc nào anh em mình sử dụng vít nhắn để ngắn ngắn chỗ màu ha. Và chiều dài của cái vít nhắn này thì nó dài đến là 44 cm là tối đa, tính luôn khoảng là 10 vít. Và con này thì nó đến từ thương hiệu là hãng Vercel nha anh em, đó Verso như này. À, rồi anh em mình thích cái cây tua vít nhắn tự động này, mọi người cứ giúp em mã số là H20. À, cây này giá 200. H21 thì em có một cái cây cẩu ép rất là dài nha anh em. À, đây. Cây cẩu ép này rất là dài luôn. Size của mình là 450 nhân cho 80. Đây, 450 nhân cho 80 nha, mới căng luôn. À, đây. Thằng bảy rất là đẹp nha anh em. 450 nha, chiều dài của mình là 45 cm. 52 cm, nhưng mà cái phần kẹp của mình là 45 cm nha. Đó, rất là dài luôn. Đó, rất là dài. Của thì bạn Nhật ha. Rồi anh em nào thích cái cây cẩu này, mọi người cho giúp em H31. H21, con này giá 200 à 320 giúp em nha. Cẩu rất là dài luôn. H21 320. H22. À, một cái vỏ nước nha anh em, cái vỏ nước chưa có xài luôn. Đó, bằng đồng thau này anh em ha, bằng đồng thau này. Đó, màu đồng anh em ha. Và bên trong thì nó mạ bằng một lớp chrome niken. Đây, thằng bảy thương hiệu là SVS ha, thì cái này là hôm trước em về tới cái diện hàng kho còn sót lại một con này ha. Đó, thì cái vò này anh em mình thấy là mình có thể mình gạt qua gạt lại, và cái dòng này để anh em mình bắt đang gấp của hai nọ ha, bắt đang gấp. Đây cái núm mình nó nằm bên tay trái so với em quay này. Đó, đây mình quay, và cái này nó là mình nhựa trong, anh em mình có thấy bên trong luôn ha. Đó, xoay cứng lại. Đó, rồi ren của mình bắt vào là ren 21 nha, ren thông dụng tính từ tâm tường. À, ra vào đầu vò thì nó tầm khoảng là 21 cm. Khoảng 21 cm một găng tay của mình ha. Rồi anh em nào mà thích cái vò nước này, mọi người mình cho giúp em mã số là H22. H22 ha, con này giá 350 giúp em ha. 350.000, mới chưa xài luôn. H22. H23. Mình có một cái khóa 10 của thằng Seki. Đây, của Sikitun này, khóa số 10 nha, 10 ly. À, bên này là một cái vòng tròn tự động nữa này, đảo chiều nữa này ha. À, anh em mình mới ốc 10. À, số 10 thì nhỏ nhắn xinh xắn thôi, mình cũng hay dùng. Tổng chiều dài của khóa này nó dài được là 17 cm. Rồi mã số của cái khóa này là H23. Rồi cái khóa 10 này giá của mình là 120 ha. H23 120.000. H24. À, một cái kéo của thằng ARS nha. À, cái cành à, để bãi này nọ thì nó có phần đen đen này, nhưng mà lưỡi cắt nó còn ngon lành, anh em mình cắt cành nữa ha. À, của thương hiệu ARS đó, lưỡi anh em thấy nó có đầm râm đen đen nữa ha. Của ARS ha, Made in Japan. Đây, Made in Japan này anh em ha. Rồi tổng chiều dài của cái kéo ARS này nó dài được là 18 cm. Anh em là thích cái kéo ARS này, mọi người cho giúp em H24. H24 ha, con này giá 150.000. H25. Có một cái cần trượt của thằng Tone. Đây, H25 một cái cần trượt của thằng Tone ha. Japan. Cái cần trượt này là cái cần trượt 1/2, đường kính của mình là 12.7. Rồi anh em là thích nó dài được 25 cm nha. Và mã số của cái cần trượt này là H325. Rồi. H25 cái cần trượt này giá của mình là 150.000 ha. Theo H26. Một cây nối dài của thằng KTC, cái này cũng 1/2 luôn ha, 12.7. À, 1/2 luôn của KTC, dài 15 cm. KTC Japan. Rồi anh em nào thích cái khúc nối dài của KTC này, mọi người cho giúp em H26. Rồi H26 giá 80.000 ha. H27. Cái này của Seki, cái này nối 3/8 nha anh em. À, này nối 3/8 của Seki. À, thép alloy steel luôn. À, Seki thép alloy steel. 3/8 thì cái đường kính mình đo được là 9.5.
Rồi mã số của cái nối dài này là H27. H27 ha. À, giá 70.000 ha. Theo H28. 28 thì có một cái đầu duplex 3/8 nữa của con Tone luôn. Đó, 3/8 mà đường kính 9.5 của Tone. À, lắm lắm vậy thôi chứ anh em mình sử dụng nguồn ngon lành. Rồi anh em nào mình thích cây lát léo 3/8 này của Tone, mọi người chỉ giúp em H28. Còn này giá 80.000. H29 em có một cái cần tự động nhắn nhả đầu khẩu của KTC. Đây, nhắn nhả đầu khẩu này của KTC, dòng này là dòng 1/2 luôn nha. Đầu đầu bên lớn 1/2 của thương hiệu KTC này. À, KTC sản xuất nội địa Nhật Saben. Ở những cái dòng này thì anh em mình xài rất là sướng ha. Và nó nặng là 600 g nha anh em. Đó. Nghe tiếng này. Đó. Tạch 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 rất là ngon nha anh em. Đây. Đó. Rồi tổng chiều dài mình đo được là 35 cm. Anh em thích cái cần KTC 1/2 này ha, mọi người chơi với em H29. Cái này nhắn nhá đầu khẩu nhanh là rất là ngon nha anh em. Con này em để giá 350.000. H30. Cây của thằng Lotter, cái này là dòng thông thường. Hiệu tôm hùm luôn. 12.7 cũng mà 1/2. Ha. Tiếng rang nó kêu rất là ngon ha. Đạo chiều thì mình xài cái núm này. Đó. Và tổng chiều dài của cây cần Lotter 1/2 này nó dài tổng thể là 25 cm. Rồi mã số của cây cần 1/2 Lotter này là H30. Rồi H30 con này giá 230 giúp em nha. H30 230.000. H31. Một cây khóa trồng của thương hiệu KTC nữa, thương hiệu KTC Japan. Cây khóa trồng này số của mình là số 10 và 12. Đó. Đầu lục giác. Hoạt động màu ngon lành. Rồi anh em nào mà thích cái khóa trồng 10 12 này của KTC, mọi người chỉ giúp em mã số là H31 giá 100. H32 thì em có một cái khóa 4 số. 12 14, bên này là 10 13. Bốn số này của mình là 10 12 13 14 ha. Còn rất là đẹp luôn, màu xanh ha. Màu xanh. Này thì nó không có chữ nhưng mà nó rất đẹp ha. Đó, hoạt động ở trơn tru đảo chi thì anh em mình gặp ra qua ha. Qua. Rồi anh em nào thích cái khóa đảo chiều tự động 4 số này, mọi người chốt giúp em mã số của mình là H32. Rồi cái khóa 4 số này giá 170.000. H33 em có một cái con Eto của Aeron, Eto dòng kẹp bằng ha, của Aeron Made in Japan chìm. Đó, này thì nó bị mắc cái nắp rồi, anh em về có thể mình chế cái nắp cho nó, mình để mình kẹp bằng ha. Đó, như cái lông đền trên này đó, thì Aero này nó có phần là để anh em mình kẹp này, mình kẹp ống tròn, môi ngàm là người ta xài lướt xài rồi nên là anh em mình thấy nó có những cái phần trên này ha, nhưng mà con khác là khít. Aero thì nói chung là rất là chất lượng rồi. Con này thì nó nặng được tổng trọng lượng của con Aero này nó nặng tới 1.7 kg nha anh em, nó 1.7 kg lần ha, rất là nặng luôn. Aero này nó làm rất là dài, ngàm của mình là ngàm 75, đó ngàm 75 nha. Aeron hai con tròn này đó, phần nào để anh em mình kẹp những cái ống tròn nha anh em, đó mình kẹp những cái ống tròn để mình gia công. Aeron thì rất là chất lượng rồi, Made in Japan này, hàng của nó là rất là cao, giá mới đúng khá là cao nha anh em. Aeron nu 30 đó, còn tem nó để đó ha. Và cái đặc biệt cái dòng Aeron nó mở rộng nha, đây mình thấy không, hai cái cốt tròn mà mình quay ra được rất là xa luôn. Đó. Con kia thì nó quay mong mong, chứ còn những cái con Aeron nào thì cái quay cái độ mở ngàm cũng rất là bự, vẫn còn quay được này nè ha, rất là bự nha, đó thì vẫn còn quay được nhưng mà thôi em quay tới đây thôi nha. Thì cái độ mở ngàm của nó đã mở được lên được là gần 6 cm rồi anh em, đúng không, nó mở được gần 6 cm rồi đó, rất là bự nha. Rồi anh em là thích cái con Eto của Aeron này, mọi người cho giúp em là H33 nha. Con này giá 400 giúp em nha. Hàng Aeron nặng gần 1.7 kg. H33 giá 400. H34. H34 thì có một cây thước ke 45 độ của thương hiệu Shinko hiện kim cánh cụt. Đây Made in Japan luôn ha. Made in Japan. Rồi. Cây thước ke 45 độ này mã số của mình là H34.
H34 con này giá của mình là 130.000 nha. H34 130. H35 còn có hai cái sản của Nhật cũng khá là đẹp ha, logo bông hoa hồng này, stainless steel hàng nội địa. Đây là cái chốt của mình đó, sản nó cũng khá là đẹp ha. Rồi con này thì nó dài được 30 và cái bản động này là 8 sen. H35 rồi, H35 con này giá 100.000 ha. B6 tương tự vậy thôi, hai cái giống nhau. Đây có chuỗi đó ha, con này thì nước xi nó còn tráng non à, nói chung cũng đã có xài rồi. Đây đều là một thương hiệu hết nha anh em, bông hoa hồng này, stainless steel. Rồi H36 rồi, H36 giá 100 luôn nha anh em. Đây, H36 100.000 luôn. Tiếp theo H37 có một cái kìm móc quả của Top ha, này size bự chưa có xài luôn. Đó, anh em mình có thể mình sưu tầm luôn này nó ha, Top 300mm ha. Đó, còn trong vỏ luôn nha anh em. Đây, Top 300mm Japan HB3030 ha. Đó, con này rất là bự nha anh em. Này, xem này, rất là mới. Còn trong vỏ ha, chưa có xài. Vài vết lắm lắm rồi để bãi này nào thôi ha. Thì cái này nó dài được 30 sen, còn cái ngàm của mình nó mở được là tầm khoảng là 65 tới 70 ha. Rất là bự. Rồi anh em nào thích cái kim móc quả bự này thì mọi người mình chốt giúp em mã số của cái kim móc quả này là H37 nha anh em. H37. Rồi, con này giá 320 giúp em nha, H37 320. H38 có một cây khóa khóa chồng đổi chiều của thằng thương hiệu là Tút nha, hãng Tút Japan nha anh em. Đây Tút Japan này. Đây, hai đầu này của mình nó là đầu 13 và đầu 17 nha anh em. Đây, đầu 13 và đầu 17. Này, dòng này ha. Đảo chiều anh em mình gặp qua. Cái dòng này nó giá bình Nhật nó cao lắm anh em. Đó, đi anh em mình mở trong những góc của nó. Đây, đảo chiều. Đây, hình thức. Khóa 13 17 ha. Rồi anh em nào thích cái khóa 13 17 này của Tút, cái dòng mà đảo ở trong đảo chiều này ha, mọi người cho giúp em H38. Rồi H38 giá của mình là 190.000. H39 mình có một cây dụng cụ đa năng này ha. Cái này thì anh em mình có thể mình mở ốc 21 này, ốc 10, 12 đồ này nọ trên đây ha. Đó là vòng mở ốc 21. Đảo chiều tự động này. Cái này thì anh em mình mở ốc 17. Ngoài ra thì anh em mình có thể cặp này. Xoay đồ, nói chung là một cây đa năng. Và con này thì nó chưa có xài nha, nó đến từ thương hiệu là hãng Sankey. Hãng Sankey. Rồi tấm chiều dài, tấm chiều dài mình đo được cho cái dụng cụ này là nó dài 24 cm và mã số của mình là H39 H39 ha. Con này giá của mình là 150.000. H40 một cái búa tiếp trắng của thằng Fancy. Này cho nên mình gò mình sử dụng làm chi tiết nhỏ ha. Trên này thì nó có vài cái vết tróc tróc luôn này nó anh em. Đầu búa đây ha. Nhũ đinh. Phần này là thì mình đóng. Fancy hàng nội địa Nhật nha. Đây nó có chữ Made in Japan sau này anh em. Đó hơi mờ mờ tí ha. Đó Made in Japan này ha. Cái búa này nó nặng tổng thể là được 220g. Dòng búa nhỏ thôi. Búa thép trắng nó dài được là 23 cm. Anh em thích cái búa nhỏ này mọi người cho giúp em mã số là H40 nha. H40 con này giá của mình là 130.000. 41 một cái búa tạ nha anh em, một cái búa tạ 1 kg. Đầu búa của mình là 0.9 và tính luôn cái phần căn gỗ này của mình là 1 kg ha. Con này thì của hãng BX này, giống như cái lô búa BM về hôm trước đó. Cái búa tạ đầu bát giác còn khá là đẹp ha. Là 1 kg. Tính luôn trọng năng lượng của mình là 1 kg nha anh em. Rồi tấm chiều dài 30 cm và cái đường kính đầu đóng búa này của mình là 3/6. Rồi anh em nào mà thích cái búa tạ này, mọi người cho giúp em H41. H41 cái búa tạ này giá của mình là 220 nha anh em, 220. H42 thì có một cái búa đinh của Dokchu. Cái này thì vỏ của mình nó còn khá là mới nha. Để bãi này nọ thì phần này nó có râm râm đen đen này. Nhưng mà cái đầu búa của mình thì nó còn khá là mới. Anh em ha.
rất là tròn trịa và mới nha anh em. Đó, đầu bà đinh cũng vậy. Cái này thì nó nặng được là 500g nha anh em, nó nặng nửa ký. Cái bô đinh đốt vô này nó nặng nửa ký ha. Rồi tổng chiều dài mình đo được là 34 cm. Anh em là cái bô đinh đốt vô này mọi người chế giúp em. Mã số là H42. Rồi H42 cái này giá 180.000 ha. Rồi bút ba thì cũng vậy nha anh em, của Bakuma. Đó, đều là hàng nội địa nhất hết ha. Bakuma là đốt du đều là hàng nội địa hết. Đây. Machine Japan ha. Đây đầu bay đinh. Còn là cái đầu đóng đinh ha. Rồi nó nặng cũng là 550g nha anh em. Con này thì nó nặng 550g. Tổng chiều dài của mình cũng là 33 cm ha. Rồi con này mã số của mình H43. Rồi H43 ha, giá 180. H44 cái này cho anh em sưu tầm, còn tem luôn ha, Bakuma và dòng bút bự. Cái này còn tem này ha, Bakuma Hammer. Đó, bãi đinh rồi này nó nè. Này đầu búa nó cũng mới căng luôn nha anh em. Đó nữa không? Con này nó còn tem luôn. Đó, cái này mình sưu tầm được còn tem luôn nè. Rất là mới ha, Bakuma Made in Japan này, còn đẹp, đẹp ru luôn, chưa có xài. Thì cái này nó nặng được, nó dài được là 36 cm nha. Còn trọng lượng á, thì con này nó dòng búa bự, nó nặng 650g. Cái búa này còn khá là đẹp nha anh em, chưa xài còn tem luôn nè. Rồi cái này H44 giúp em, đẹp, giá đẹp nha anh em, giá 250.000 ha. Mã số là H44, giá 250.000. H45 một cái búa đầu thép trắng của thằng Đốc Du. Rồi. Đây con đẹp luôn nha. Đó, của Đốc Du. Đó, thiết kế đầu búa cũng rất là dài dặn ha. Đó. Đây cán sợi thủy tinh này. Đó, còn đẹp. Đây Đốc Du ha. Đó, cán nó cũng đẹp luôn nha anh em. Đó, dòng búa bự. Đầu búa thép trắng. Con này thì nó nặng được là 620g. Dòng búa dài nó dài tới 39 cm nha. Rồi anh em mua cái búa đốt vô này mọi người cho giúp em H45. Rồi con này giá 250 luôn giúp em ha. Đây H45 giá 250 luôn. H46 cây mỏ lết chưa xài một cây mỏ lết còn trăng bịch nhưng mà người ta xài rồi, đã xài nước rồi ha. Size 200mm Japan này của thương hiệu Strong Hit ha. Size 200mm ở bên này thì nó mới căng à, mà bên này thì người ta có dấu loe này, chắc vô người ta xài rồi. Nhưng mà còn trang bịch nha anh em, size 200mm thì mình đo được là 20cm và cái độ mở ngầm của mình là được 25 ly. Rồi cây này mã số của mình là H46. Rồi H46 cái này giá 120 giúp em nha, 120. Theo H47 cây cờ lê đuôi chuột của top ha, top Japan này, số của mình là 14 và 17, đuôi chuột thẳng ha, rất là đẹp, ha, tiếng kêu rất là hay, đảo chiều, tập 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 rất là hay nha anh em. Rồi tổng chiều dài 28 cm, H47, H47 160 ha, và mã số thô tiếp theo H48. Cây cờ lê đuôi chuột 17-19 ha của Super, cái này nó còn khá là mới nên mình sẽ sưu tầm, như là chưa có xài nha. Đó, được không? Trong còn đang xì luôn, 17-19 xì tráng rất là đẹp. Là nên mình sưu tầm là được ha. 17-19 còn rất là mới ha. Rồi cái này mã số là H48. Rồi con này gần như là chưa có xài, giá 200.000 ha. H49, một cái thùng đồ nghề của Toyo còn rất là đẹp nha, màu đỏ. Này, màu đỏ của Toyo này ha. Này, Toyo này. Ở trên này nó có Toyo này anh em. Nó rất là dài nha, cái thùng này nó nặng được là 1.2 kg anh em. Nặng 1.2 kg, form của mình nó rất là đẹp ha. Đó, được ha. Đó ao rất đẹp. Rồi, tổng chiều dài của chiếc thộp này nó dài được là 36 cm. 36 cm ha. Cao 10 cm và ngang của mình là 25 cm. Đó, con này thì còn đẹp nha anh em. Đó, này mình sao bên trong là đỏ ao luôn. Đó, chiếc thùng đồ nghề rất là đẹp của Toyo ha. Rồi anh em nào thích cái thùng đồ nghề này, mọi người mình
cho các em mã số của mình là H49. Con này em để giá 207 nha, nước sơn còn đẹp, H49 207. H50 có một cái thùng đồ nghề bằng nhựa rất là đẹp luôn, cũng còn khá là đẹp. Đó, đây vạch 49 ha, mới không này, thì cái này còn tem luôn á. Này con này thì nó được gia công tại China và nó xuất về Nhật, đó, made in China ha, nhưng mà nó làm bằng nhựa, nhựa của mình là nhựa ABS này, nhựa ABS tái chế này rất là tốt nha, cứng từng những cái thùng tin ta đồ này nọ thì cũng làm ha, và chiếc thùng này nó còn khá là đẹp. Đây hai nắp hai bên đó, được không? Này trông rất đẹp ha, đó, nên mình đừng đồ nghề đó. Một nắp này, ha, hai nắp đó, sạch đi. Thì chiếc này nó là tổng trọng lượng là 800 gram nha anh em, tại vì nó bằng nhựa tái chế, nhựa ABS ha. Đó, nó dài được là 40 sen này, gần 40 sen nha, cao tầm khoảng là 12 sen và bề ngang tầm khoảng là 16 sen. Rồi anh em là mình thích chiếc thùng đồ nghề bằng nhựa này, mọi người cho giúp em H50 H50 ha. À, con này giá 300.000 giúp em nha, nó còn đẹp. À, 300.000 ha, H50. H50 300.000. À, rồi H51 thì cái này là của thằng Job nha. Này thì nó tung boss rồi, cái thùng này rất là ngon, nó Korean style nha anh em. Này nhưng mà chỗ này nó bị quéo tí này ha, đó, có nhựa là chỗ này nó bị quéo mấy miếng này. Đó nó bị lốm đổ thôi chứ còn lại là ngon lành. Này, anh em xem đáy rồi là ngon lành ha, Korean style nha. Nội địa Nhật Japan. Này, được. Korean style này biết rồi, rất là chất lượng luôn. Và chiếc thùng này nó cũng bự nha. Đây nó nặng tới 2 kg luôn anh em. Dạ. Gần 2 kg nha. Đó, ngoài bề ngoài thì anh em mình thấy nó có một cái vết cắn này thôi chứ còn xài được ngon lành hết nha. Phần nào để anh em mình móc khóa vào. Hai nắp nhựa hai bên này. Đó. Này, trong thì nó có thêm một cái khay này để anh em mình để đồ vật bên trên ha. Đây, đáy đồ này nọ nè. Trong cái này anh em mình không có quan trọng hình lắm thì mình chất cái này về mình đựng rất là ngon nha, nó bự. Mình bằng nhựa của thằng Rinstar nữa, nhựa rất là tốt luôn. Rồi về cái kích thước, tổng chiều dài mình đo được là 44 cm nè, 44 cm ha. Bề ngang của mình nó phẳng tầm khoảng là 22 cm. Và cái chiều cao này thì nó tầm khoảng là 20 cm. Đó, 20 cm. Rồi, đó là anh cái thùng này ha, anh em nào thích cái thùng này ha thì mọi người cứ giúp em mã số là H51 nha. Rồi chiếc thùng này nhựa này giá 380 nha, cái này mà nó còn mới đẹp lên giá rất là cao luôn á. Này 380.000 mã số là H51. Rồi em ăn xin kết thúc clip tại đây và hẹn mọi người vào clip tiếp theo.